Hola, mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2018. Bên con xin giới thiệu một số loại lan. Cô chú thích mã số nào thì cứ ghi lại mã số và gọi điện cho bên con. Con gọi là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và hôm nay con xin giới thiệu một số giò kèn. Này của Thái, kèn gieo hạt của Thái. Đồng giá là 170.000 một giò. Giờ đây là mặt hoa của nó. Kèn gieo hạt của Thái. Đồng giá 170.000 một giò. Giờ sau đây con xin giới thiệu một số hình cây. Đây là giò mã số 1. Giò này có 3 thân lớn nhỏ. Mã số 1. Thân dài nhất được khoảng 17 cm. Giò mã số 1. Đồng giá là 170.000 một giò. Tiếp theo là giò mã số 2. Giò được 3 cọng lớn nhỏ. Mã số 2. Ba cọng lớn nhỏ, giờ mã số 2. Thân dài nhất của nó được khoảng 22 cm. Khoảng 20 cm, 19-20 cm. Đồng giá 170.000 một giò. Hình này của Thái mới về. Đây giờ mã số 2. Tiếp theo đây là giò mã số 3. Một thân nè, ba thân lớn nhỏ. Giò mã số 3, ba thân lớn nhỏ. Thân dài nhất của nó được khoảng 20 cm. Mã số 3, 170.000 đồng giá. Tiếp theo là giò mã số 4. Số 4. Giò này có 2 cọng lớn nhỏ. Mã số 4. 2 cọng lớn nhỏ. Thân dài nhất được khoảng 17-18 cm. Mã số 4. Tiếp theo là giò mã số 5. 3 cọng lớn nhỏ, mã số 5. Thân dài nhất được 15-16 cm. Giờ mã số 5. Tiếp theo đây là giờ mã số 6. 3 thân lớn nhỏ. Mã số 6. Rồi. 3 cộng thì phải tầm 35. 170.000 đồng giá mã số 6. Thân dài nhất của nó được 11-12 cm. Đây là giò mã số 6. Tiếp theo là giò mã số 7. Giờ này có 2 thân lớn nhỏ. Mã số 7. Thân dài nhất được 13-14 cm. Mã số 7. 170.000 đồng giá. Tiếp theo đây là giò mã số 8. Có 2 thân lớn nhỏ luôn. Mã số 8. 170.000 một giò. Thân này dài được 6 cm. 6 cm. Mã số 8. Dài nhất được 16 cm chứ. 16 cm. Tiếp theo đây là giò mã số 9. Thân dài nhất của nó được khoảng 15 cm. 2 cọng lớn nhỏ, mã số 9. Tiếp theo đây là giò mã số 10. Giờ này có 3 thân lớn nhỏ.
1 nè. 1 2 3 thân lớn nhỏ. Giờ mã số 10. Thân dài nhất được khoảng 12 cm. Giờ mã số 10. Đồng giá 170.000. Đây là giờ mã số 11. Hai thân lớn nhỏ. Thân dài nhất được 22 23 cm. Đây là giờ mã số 11. Đồng giá 170.000, mã số 11. Tiếp theo là giờ mã số 12. Cái này có 3 thân lớn nhỏ, mã số 12. 170.000, mã số 12. Thân dài nhất của nó được khoảng 16 17 cm, mã số 12. Tiếp theo đây là giò mã số 13. 3 cộng lớn nhỏ, mã số 13. Thân dài nhất được 20 cm. Mã số 13. Đồng giá 170.000 một giò. Đây là giò mã số 14. 3 cộng lớn nhỏ, mã số 14. Thân dài nhất được 14 15 cm. Giò mã số 14. Tiếp theo là giò mã số 15. Hai thân lớn nhỏ. Thân dài nhất được 17 18 cm. Đây là giò mã số 15. Tiếp theo đây là giò mã số 16. Được khoảng 23 24 cm. 23 24 cm. Mã số 16. 170.000 đồng giá. Hai cộng lớn nhỏ. Tiếp theo là giò số 17. 170.000, giò mã số 17. Thân dài nhất được 22 23 cm. Mã số 17. Các cô chú thích mã số nào thì cứ ghi lại mã số và gọi điện cho bên con. Nó gọi là 0908 846 804. Địa chỉ Vườn La, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An.